Em chào toàn thể các bác nhá. Hàng về tiếp tục đây các bác ơi. Một siêu phẩm hạng VIP. Ngày xưa tương đối là nhiều tiền và bây giờ thì rẻ rồi. Chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác nhá. Xe VIP số tự động. Nội thất rất là đẹp và rất là sang. Đây các bác xem. Nội thất chất liệu da nhá. Ghế da, loại ghế da tốt này. Táp lô, táp ni của xe bằng chất liệu da xịn nguyên theo xe này các bác này. Đấy, vô lăng tích hợp có tu khí kìa. Bên kia cũng vậy nhá. Có tu khí đàng hoàng hết rồi. Đấy, cốp điện này, rồi gương kính chỉnh điện hết này. Táp đi táp nô của xe đẹp tươi. Các bác xem. Hơn 100 triệu thôi các bác nhá. Xe trang bị có cả ghế điện luôn này, có ghế điện luôn. Và sàn của xe thì vẫn là sàn lỉ nguyên zin nguyên bản theo xe này các bác này. Đấy, vẫn đẹp đúng không ạ? Các bác đang tìm một chiếc xe số động hơn 100 triệu đấy ạ. Thì các bác, em khuyên thật là các bác lên mua, lên lấy chiếc xe này cho em. Chiếc xe hình thức đẹp, chạy sướng, này còn tiện nghi, hiện đại, an toàn. Hơn 100 triệu thì để mà nói sẽ rất ít. Có một chiếc xe mà lại được độ đẹp và độ lành và tổng thể được như con này, rất ít luôn các bác nhá. Nước sơn của xe đây, nước sơn của xe đẹp chưa này các bác này. Bóng chưa? Đúng không ạ? Chiếc xe được mang tên là Daewoo Magnus các bác nhá. Daewoo Magnus. Em đọc hơi nhanh một chút, đang phải đóng cửa, đang ngoài đóng cửa. Chiếc xe Daewoo Magnus. Và chiếc này thì được sản xuất vào năm 2004 và đăng ký là đầu năm 2005. Bản số tự động máy 2.4 các bác nhá. Với cái biển Hà Nội này. Biển đẹp luôn. Các bác nhìn cho em cái cặp đèn pha. Đây, cặp đèn pha có gì đặc biệt ạ? Đây các bác thấy này. Có bi nhá. Đấy, và có halogen. Và các bác thấy cặp đèn pha của xe như mới luôn. Đúng ạ, như mới luôn. Cặp đèn pha của xe rất là sáng đúng không ạ? Đây là phần hình thức bên ngoài, form dáng bên ngoài của xe Daewoo Magnus này các bác nhá. Đây các bác thấy này. Rất là xịn sò luôn. Na răng đúc nguyên bản theo xe và vẫn còn rất là bóng đẹp. Có phanh ABS, có chống trơn chống trượt nhá. Phanh đĩa 4 bánh luôn. Và đây là đăng kiểm của chiếc xe. Tháng 9 mình mới phải đi đăng kiểm lại nhá. Đây tiếp tục. Hiện tại thì các bác thấy em đang quay sơ qua, quay qua loa để các bác xem hình dung về xe trước. Đây. Vẫn còn chấm sơn màu đỏ này. Đấy, sàn lý tất cả luôn. Hệ thống điều hòa auto tự động các bác nhá. Và chiếc xe thì đã được lên màn hình Android rồi. Và ông chủ xe chia sẻ với em là cái màn hình này ông ấy lên mất hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu cái màn hình các bác nhá. Đấy, mình được lợi một số thứ rồi, một số đồ chơi rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết để cho các bác xem về chiếc xe này. Đấy, xem chiếc xe này có đáng vắt gạo đồng tiền không nhá. Các bác thích chiếc xe này, ưng chiếc xe này, thấy phù hợp thì các bác gọi điện cho bên em để bên em chốt cho các bác nhá. Và nếu chốt xong rồi thì các bác không đến xem xe được, bên em có thể đánh xe, mang xe đến nhà cho các bác, mang xe tới tận nơi cho các bác để các bác xem nhá. Mình xem xong ưng thì lấy, không ưng thì thôi, không ưng thì bên em lại đánh xe về. Các bác ở trong miền Trung, miền Nam đều mua được hết nhá. Bên em đều chuyển cho hết các bác nhá. Miền Bắc thì đơn giản rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết từng phần một đối với cái chiếc xe này, các bác cùng xem. Đây, xe sạch sẽ gọn, tất cả mọi thứ luôn, rất là gọn nhá, rất là đều. Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng, bốn kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng, ghế điện trơn tru. Đấy, vách cửa đẹp, sơn xi đẹp, nội thất sáng. Cũng không mấy có chiếc xe đẹp như này đâu các bác nhá. Tất nhiên dòng xe Magnus thì bên em cũng có rất là nhiều. Đấy, về thường xuyên luôn. Nhưng mà có một chiếc xe nó còn cứng cứng như thế này là rất ít khi được mà về được các bác nhá. Rất ít khi về được con xe cứng như thế này. Đấy, có vô lăng tích hợp này. Đấy, túi khí nằm ở đây nhá. Mặt còi của xe đẹp luôn này các bác này. Đấy, mặt còi đẹp luôn.
Bây giờ quay kỹ cho các bác xem phần táp lô của chiếc xe. Đấy, chất liệu bằng da, chất liệu bằng da nhá. Một loại da cực tốt luôn. Sẽ rất khó để mà hỏng được cái chất liệu da này các bác nhá. Nếu bằng nhựa thì có thể là nó sẽ bị ố vàng hay là bị bạc màu đúng không ạ? Chứ còn chất liệu da xịn này thì rất là khó này. Đấy, chìa khóa khiển vẫn nguyên zin theo xe nhá. Vẫn zin theo xe. Điều hòa auto. Đấy, điều hòa auto đây. Để em tắt nhá. Đấy, tắt này. Rồi. Màn hình rất là xịn. Đấy. Có căn làn đường luôn này các bác này. Đấy. Điều hòa mát sâu. Điều hòa mát cực sâu luôn. Các bác đang xem video, mình dành tay cho em xin một lần like nhá. Một lần like để ủng hộ. Và đây, cùng đồng hành thêm một số những cái vị trí nữa. Em mời các bác nhà mình cùng ngắm nhá. Xe sạch sẽ chưa? Các bác thấy này. Xe rất là sạch sẽ, gọn gàng. Rất là tươi tắn, đúng không ạ? Từng ngóc ngách, từng chi tiết một của chiếc xe luôn. Bộ ghế đâu, phía sau được thiết kế là lì nhá. Đấy, trần của xe cũng là trần nỉ zin nhá, trần nỉ zin theo xe nhá các bác. Đấy. Lốp dày và la răng đúc của xe vẫn còn rất là sáng này. La răng đúc của xe được được mạ lốp rất là bóng đẹp. Và đây thì em sẽ quay cho các bác xem phần bên ngoài luôn. Đây, lốp la răng nữa đây nhá. Lốp vẫn dày nhá các bác nhá, mình vẫn chạy được một thời gian dài nữa. Đây, nước sơn quá đẹp luôn, soi được gương luôn. Đây, soi được gương luôn này các bác này. Đây, kính của xe là không bị xước. Những cái đồ nhựa ở khu vực này của xe vẫn đẹp này. Nhiều con là gãy vỡ rồi nhá. Chỗ này này. Đây, nước sơn đẹp. Rất là bóng đúng không ạ? Đèn trước sau của xe vẫn sáng luôn. Đây, chi tiết khu vực phía sau của chiếc xe đấy ạ. Mẫu xe VIP hạng D cho nên là nó rất là dài và rất là rộng nhá. Mẫu xe này ngày xưa cũng là một trong những mẫu xe mà tương đối là nhiều tiền, cũng sánh ngang với một số những mẫu xe đến từ thương hiệu châu Âu đấy ạ. Trong đó có cả Camry đúng không ạ? Phân khúc ngang với Camry đấy ạ. Phân khúc dòng xe Mazda này cũng ngang với Camry nhá. Vì đó cũng là một trong những chiếc xe là vào phân khúc hạng D. Đây các bác mình tiếp tục ngắm thêm. Đây đây các bác này. Đẹp chưa đúng không ạ? Rất là căng. Da này là da zin nhá. Đây, chỗ này là đẹp, chân kính đẹp này. Da cửa rất là đẹp này. Chỗ này là sơn giả gỗ các bác nhá. Chỗ này chất liệu da. Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Lốc, đây là lốc đây. Đây, gioăng cửa, gioăng khung của xe vẫn đẹp, không sòn rách. Đây, cửa đóng rất là êm. Đây là bãi xe bên em nhá, tiện đứng đây thì em quay luôn này. Đấy, đa dạng chủng loại luôn, trên dưới 100 chiếc xe. Và trong đợt này là trên 100 rồi. Từ đợt đầu năm đến bây giờ là lúc nào cũng có tầm khoảng 120 đến 130 chiếc xe cho các bác nhà mình tham khảo. Các bác cùng đăng ký kênh, nhấn theo dõi để được đồng hành với kênh bán hàng của bên em nhé. Kênh bán xe cũ. Các bác hãy nhớ đăng ký, nhấn theo dõi, nhấn thông báo chuông nhé. Để khi mỗi một video bên em đăng lên, các bác sẽ được nhận ngay thông báo luôn trên màn hình điện thoại, để các bác mình không bỏ lỡ video nào.
Ngay bây giờ đây thì em sẽ quay lốt cho các bác xem khu vực nội thất, cánh bên phụ này, cánh bên phụ này. Đó. Đấy. Và tiếp tục khu vực nội thất bên trong. Lốt cho các bác xem chi tiết nhá. Đấy, chất liệu da đẹp các bác này, chất liệu da rất là xịn sò. Nhạc âm thanh của xe thì cực hay. Nghe rất là chất luôn. Rồi, nội thất em quay xong rồi nhá. Mời các bác cùng xem lốt. Có một vài vị trí hơi bẩn một chút thôi, các bác về mình vệ sinh cái là ok. Và chiếc xe này cũng như là một số những mẫu xe khác là đảm bảo cho các bác yên tâm, xe không có lỗi đâm đụng va chạm. Tất nhiên va chạm là gọi là qua loa nhỏ nhỏ thì cái đấy các bác em mình cũng biết là không thể tránh được, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề tai nạn, đâm đụng tai nạn đấy thì chắc chắn đều rằng là sẽ không có nhá. Và chiếc xe này các bác mua về mình chỉ việc đổ xăng đi thôi. Xăng nhiên liệu thì nó rơi động tầm khoảng trên dưới 10 lít. Nếu các bác đi đường trường thì nó tầm khoảng 9 lít. Nếu mình đi đường nếu mà mình đi đường phố đấy ạ thì nó trên 10 lít các bác nhá. Cái đấy điều đấy là hiển nhiên, đúng không ạ? Vì với động cơ máy 2.4 cơ mà, đúng không ạ? Đây, một chiếc xe rất là long lanh luôn. Rất long lanh luôn, đúng không ạ? À, từ cái phần này này các bác này, đấy, đúng không ạ? Rồi đấy là phần vỏ bên ngoài. Bây giờ đến gầm máy cho các bác mình xem nốt. Một chiếc xe rất là đẹp so với đời, đúng không ạ? Đây ạ. Đây là gầm nhá. Đây, tiếp tục đây. Các bác xem gầm cho em này. Hơi đốm hàn một tí thôi. Đây, hơi đốm hàn một tí thôi nhá. Chứ còn thì không bị gọi là mục mọt lặng gì nhá. Bây giờ là máy. Máy đẹp cực kỳ luôn. Máy lổ êm du dù luôn các bác nhá. Máy lổ in như chó thở luôn. Đấy là một câu mà được dân buôn xe của bên em, của bọn em hay dùng. Hôm nay tiếp nhiều khách quá nên nói cũng bị líu lưỡi một chút rồi. Hôm nay bán gần 10 xe luôn các bác ạ. Khách đến đông dã man. Phải nói là cũng các bác cũng rất là nhiệt tình đến với cửa hàng bên em. Cũng cho em xin được cảm ơn các bác nhá. Các bác đã ủng hộ cho em rất là nhiều. Đây là phần động cơ này các bác này. Đấy, cabo đẹp này. Động cơ sáng này. Ra máy xe đẹp tươi, đúng không ạ? Máy chất nhá, máy hoàn toàn còn chất luôn. Các bác yên tâm về máy vì bên em cũng đã kiểm tra rồi. Kiểm tra rồi mới nhập về. Đấy, kiểm tra rồi mới xuống tiền nhập về nhá, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm nhá. Chiếc xe thì đến bây giờ em cũng đã quay xong. Các bác mình alo để bàn giá nhá. Còn xe thì không cần bàn nhiều đâu ạ. Chủ yếu là bàn giá thôi. Gọi điện trực tiếp cho bên em theo hai số điện thoại chính. Số 093 8586 307 hoặc 0389 000 555. Để được tư vấn các bác nhá. Và được chốt giá. Zalo bên em dùng theo hai số đó luôn ạ. Trong đợt này thì dịch bệnh cũng đã vãn, cũng đã bớt rồi. Thì mình bớt chút thời gian tới địa chỉ cửa hàng bên em. Làm ở tại 166 Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị của thành phố Hải Dương. Còn rất là nhiều xe khác nữa đang chờ các bác. Các bác hãy nhớ ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Cho em xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ video này. Em cũng xin được kết thúc tại đây thôi. Các bác hãy nhớ ủng hộ em nhé. Em cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.